nơi đó đang ngóng chờ con cháu khắp muôn phương. Vui quây quần ấm áp yêu thương, đào sắc thắm bên nụ cười tỏa nắng. Con cháu họ Dương gọi nhau về đoàn tụ bên bàn thờ tiên tổ ngát trầm hương. Tự hào thay anh ơi dòng họ Dương, ngàn năm qua bao tiền nhân dưng nước, bao lớp người cùng sánh vai tiến bước để bây giờ có dòng tộc hào hoa. Về hồi xuân rưng rưng nỗi lòng ta, khúc nhạc lời ca dệt tình xuân bát ngát. Anh có nghe con tim em thầm hát khi đất trời thắm biếc đã vào xuân. Nơi đó đang ngóng chờ con cháu khắp muôn phương. Vui quây quần ấm áp yêu thương, đào sắc thắm bên nụ cười tỏa nắng. Con cháu họ Dương gọi nhau về đoàn tụ bên bàn thờ tiên tổ ngát trầm hương. Tự hào thay anh ơi dòng họ Dương, ngàn năm qua bao tiền nhân dưng nước, bao lớp người cùng sánh vai tiến bước để bây giờ có dòng tộc hào hoa. Về hồi xuân rưng rưng nỗi lòng ta, khúc nhạc lời ca dệt tình xuân bát ngát. Anh có nghe con tim em thầm hát khi đất trời thắm biếc đã vào xuân. Anh có nghe con tim em thầm hát khi đất trời. Về đôi nở con hoa.
Xin cảm ơn tiếp mục Tự hào dùng đồng Hội Dương của Tốt Múa Hội đồng Hội Dương thành phố Hải Phòng. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức hai tiết mục hát Khúc Hát Sông Quê và Giận Mà Thương của Hội đồng Hội Dương tỉnh Hà Tĩnh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, hai đô của chúng ta xe đài rất đẹp, đề nghị toàn thể bà con trong một tràng pháo tay thật to.
để cổ vũ cho Hai Đô. Vâng, một dân tộc rất hay đó là xe đạp. Hai Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Nơi nơi cái miền thế nào
xưa tiên nhân đã dựng xây núi sông ngàn đời. Họ Dương Việt Nam, cháu con dòng tiên đất Thăng Long, làm nên sự xanh đã bao đời vang danh khắp chốn. Khắc ghi trong lòng quanh liệt truyền thống chiều ngày hôm nay vào lúc 2 giờ chiều cũng tại sân khấu này. Chúng ta sẽ có những phần chia sẻ của các chuyên gia Bảo Dương, mong sự quan tâm của quý bà con. Và cuối cùng thì xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị bà con và chúc quý vị bà con có những thời gian tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội thật vui vẻ và hạnh phúc ạ. Bảo Nam chung một hồi mùa, duyệt quân ngoài xa, vì nước vì dân xây dựng mà nói. Họ Dương Việt Nam từ phố hùng vương sáng danh truyền thống, muôn đời còn mãi để truyền sự xanh Việt Nam còn ghi. Họ Dương Việt Nam truyền thống vẻ vang, họ Dương Việt Nam. Vâng, thì chúng ta đều biết rồi là trong cái sự phát triển của các cái dân tộc và loài người thì bắt đầu hội nhập với nhau và dần dần đến đỉnh cao bây giờ gần đây nhất đó là ChatGPT. Những anh nào mà quan tâm đến những cái trí tuệ nhân tạo hiện nay thì hội nhập hiện nay nó khủng khiếp. Những câu hỏi này bây giờ mà trả lời bằng ChatGPT thì nó lập tức trả lời ngay đơn giản ngay. Nhưng mà chúng ta là đang đối thoại trực tiếp giữa người với người, chúng ta cũng không dùng trí tuệ nhân tạo mà chúng ta dùng trí tuệ của chính chúng ta. Thì với hiểu biết của tôi chưa đầy đủ thì tôi có thể trả lời câu hỏi ngay như thế này. Cái nguyên đó là tính từ năm số 0 và đến bây giờ là 2023 năm. Yeah.
truyền sự xanh miền Nam hồng đi, họ dương Việt Nam truyền thống về quần ấm áp yêu thương, đào sắc thắm bên nụ cười tỏa nắng, con cháu họ Dương gọi nhau về đoàn tụ bên bàn thờ tiên tổ ngát trầm hương. Tự hào thay anh ơi dòng họ Dương, ngàn năm qua bao tiền nhân dưng nước, bao lớp người cùng sánh vai tiến bước để bây giờ có dòng tộc hào hoa. Về hồi xuân rưng rưng nỗi lòng ta, khúc nhạc lời ca dệt tình xuân bát ngát. Anh có nghe con tim em thầm hát khi đất trời thắm biếc đã vào xuân. Có danh sách không có địa chỉ ở cái này, chỉ có căn cước mới có địa chỉ thôi. Xong rồi à. Thôi bây giờ thế này nhá, rất mong quý bà con là tuân thủ hướng dẫn. Chúng tôi phải nói là rất vui mừng, mặc dù là rất vất vả, thực sự là đêm ban tổ chức rất vất vả, nhưng mà thực sự vui mừng thật lòng luôn. Thế nhưng mà quý bà con, mong quý bà con là cũng nghe theo. Có lối ra, và bên phải chúng ta đi vào bên phải lấy đồ ăn, nhanh tay đi ra bên trái. Và kính mong quý bà con hết sức chia sẻ và hợp tác với ban tổ chức. Cái này của cái gì đấy? Bà con hướng lên màn hình để theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây. Cả gia đình cùng tham gia hoạt động dòng tộc. Cần Thơ, mảnh đất thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, nơi có hàng chục ngàn bà con họ Dương đang sinh sống. Hội đồng họ Dương thành phố Cần Thơ được thành lập từ năm 2015. Kể từ khi thành lập, hoạt động của họ Dương Cần Thơ đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển và lớn mạnh của họ Dương Việt Nam. Ủy viên Hội đồng họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Dương thành phố Cần Thơ từ năm 2018 đến nay. Ông Dương Tấn Hiền, anh ruột, nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương thành phố Cần Thơ, tham gia hoạt động dòng tộc từ năm 2014, nay là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Dương Tấn Quang, anh ruột, hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương Kiều, trưởng ban Mừng Thọ, Khuyến học Khuyến tài Hội đồng họ Dương thành phố Cần Thơ. Có thể nói là đây là một cái gia đình rất là tiêu biểu cho hoạt động dòng tộc. Có trách nhiệm và có thể nói là khi anh làm chủ tịch hội đồng dân thì Đà Nẵng đã trở thành một mô hình hoạt động sôi nổi trong công tác kết nối truyền hình ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thì ngoài cái việc là lòng tròn cái trách nhiệm, lòng tròn cái lời hứa của mình hứa anh lên người bố, từ đó ông ngày càng yêu và đã gắn bó với hoạt động này. Một ông công nhân không phải chuyên nghiệp
mà ông đến bây giờ trở thành một người rất là có tài nhiều năm, và anh vẫn cứ xe máy như thế phóng về tận Thái Bình, về tận như vậy Hạ Long, về tận Thái Nguyên, tất cả các nơi anh sẵn sàng đi với xe máy. Và lại chị đằng sau cái đóng góp của anh Toại rất lớn. Anh Toại gây nên một cái tình cảm đặc biệt đối với họ Dương các tỉnh. Mỗi khi có sự kiện ở địa phương, ông bà lại thu xếp công việc để cùng nhau lên đường. Dù quãng đường có cách xa hàng trăm cây số thì phương tiện vẫn là xe máy. Ông bảo đi vậy cho chủ động trong công việc và không phải phiền hà đến ai. Mình làm việc họ xuất phát từ lương tâm. Khách đúng không? Và vợ là bà Phạm Thị Vinh đến từ thành phố Hà Nội, gồm ông Dương Danh Toại và vợ là bà Phạm Thị Vinh. Xin trân trọng kính mời. Khu vực Trung Bộ, xin mời gia đình ông Dương Hoài Nam đến từ thành phố Đà Nẵng, gồm ông Dương Hoài Nam và vợ là Nguyễn Thị Hưởng. Xin trân trọng kính mời gia đình ông Dương Phú Trung đến từ Quảng Nam, gồm ông Dương Phú Trung và con trai Dương Phú Hùng. Khu vực Nam Bộ, xin mời gia đình ông Dương Tấn Hải đến từ thành phố Cần Thơ, gồm ông Dương Tấn Hải, anh ruột Dương Tấn Hiển, em gái Dương Thị Ánh Liễu. Chị gặp gia đình xếp thì một hàng ngang ở dưới này giúp cháu ạ. Và mời rồi. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Dương Công Minh, chủ tịch hội đồng họ Dương Việt Nam. Xin kính mời lên sân khấu ông Dương Quốc Trọng, phó chủ tịch hội đồng họ Dương Việt Nam. Và mời đại diện gia đình của em xin mời tặng tộc huy họ Dương Việt Nam hàng hai cho gia đình ông Dương Phú Trung, ủy viên hội đồng họ Dương Việt Nam, chủ tịch hội đồng họ Dương tỉnh Quảng Nam ạ. Vâng, xin mời gia đình cụ Dương Phú Trung đã đạt tộc huy họ Dương Việt Nam hạng 2. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho gia đình cụ Dương Phú Trung. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời gia đình cụ Dương Tấn Danh, thành viên họ Dương thành phố Cần Thơ sẽ được nhận, xin được chúc mừng. Vâng, xin được chúc mừng gia đình ông Dương Đình Tùy. Và tiếp theo chương trình, bác tiểu ạ, nên là chỉ có cái là hôm nay được họ Dương tặng, xin hứa là tôi sẽ làm hết sức mình cho đến khi nào mà các cụ không cho tôi làm nữa. Còn làm được thì tôi sẽ xin cống hiến hết sức mình cho họ Dương. Vâng, vâng, xin được cảm ơn bác ạ. Và xin được chúc mừng và trân trọng cảm ơn những cống hiến hết mình và ý nghĩa của 5 gia đình tiêu biểu trong số hàng ngàn gia đình họ Dương trong suốt những năm vừa qua. Xin được kính chúc cho tinh thần cho đi là còn mãi, gieo mầm xanh yêu thương này sẽ mãi mãi lan tỏa một cách đẹp tự nhiên nhất ạ. Và một lần nữa xin được chúc mừng 5 gia đình tiêu biểu của dòng họ Dương Việt Nam. Xin phép được lần đầu tiên trân trọng kính giới thiệu và tri ân sâu sắc 5 người con ưu tú của dòng tộc tới toàn thể quý vị và bà con, những người đã tài trợ kinh phí cho hầu hết các hoạt động của họ Dương Việt Nam trong những năm qua. Và chúng tôi xin phép không thể nói gì hơn nữa, xin mời quý vị chúng ta cùng chậm lại một nhịp màn phép mượn âm nhạc để đưa quý vị đến với những mảnh đất xinh đẹp là tiếng gọi của quê hương, để mời lên sân khấu những con người ưu tú đặc biệt của dòng tộc một cách thân thương nhất. Mời quý vị cùng theo dõi. Mà quê ta
Cảm ơn phần biểu diễn rất tuyệt vời của các nghệ sĩ, ca sĩ họ Dương Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú violon Dương Bích Hạnh, nghệ sĩ guitar Dương Hiếu, nghệ sĩ đàn bầu Dương Tiến Cường và ca sĩ Dương Quốc Hưng, ca sĩ Dương Út Lan, ca sĩ Dương Phi Hùng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trên sân khấu lúc này là nhớ ạ. Vâng, và cho phép Thanh Nga được một lần nữa giới thiệu thật trang trọng với quý vị. Và quý vị ở bên dưới chúng ta có thể vỗ tay thật lớn mỗi khi Thanh Nga gọi đến tên của người con ưu tú nào, có được không ạ? Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Tại giải đất miền Trung đầy nắng gió, người con đến từ Hà Tĩnh. Xin mời ông Dương Huy Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương Việt Nam ạ. Vâng, xin mời ông bước lên phía trước danh dự ạ. Vâng, đến từ vùng biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông Dương Đào Hồng Tuyển, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương Việt Nam. Nhưng vì lý do đặc biệt nên ông Tuyển đang vắng mặt ạ. Và chúng tôi xin mời ba người con sinh ra lớn lên mang trong mình mạch nguồn văn hóa lịch sử của mảnh đất Kinh Bắc. Xin mời bước lên phía trước ông Dương Công Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương Việt Nam. Xin mời ông Dương Đình Chiến, Chủ tịch danh dự Hội đồng họ Dương Việt Nam. Và tất nhiên rồi ạ, quý vị có thể cùng với Thanh Nga gọi tên thật lớn được không ạ? Dương Công Minh ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời. Và ngay sau đây xin trân trọng cho 5 người con ưu tú của dòng tộc. Xin mời ông Dương Quốc Trọng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Dương Việt Nam, bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Hòa Dương Việt Nam và ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Dương Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong thời khắc vô cùng long trọng và đầy ý nghĩa này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người con ưu tú. Kính thưa tất cả các vị khách quý, kính thưa toàn thể các bà con ở Dương, tôi rất vui mừng và hạnh phúc đóng góp vào cái sự phát triển chung của đất nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bác Dương Công Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Hoàng Dương Việt Nam, và chúc bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc để cùng đóng góp thêm những công sức cho xây dựng dòng tộc họ Dương Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn bác. Vâng.
Vâng, và ngay bên cạnh của Thanh Nga là ông Dương Huy Linh ạ. Xin mời ông sẽ có một lời chúc năm mới tới toàn thể bà con của chúng ta trong buổi lễ hôm nay. Cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn tất cả các vị khách quý và toàn thể đồng bào có mặt ngày hôm nay. Thì nhân dịp năm mới, thay mặt Hội đồng Ngoại giao Việt Nam, chúng tôi xin chúc sức khỏe các vị quan khách và toàn thể bà con năm mới sức khỏe, hạnh phúc, và chúng ta sẽ còn kết nối với nhau trong tương lai tốt hơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Dương Huy Linh ạ. Trong cả quãng thời gian vừa rồi thì bác đã xuất hiện ở trong rất nhiều các cái hoạt động và trong các cái nội dung hoạt động của cả một cái ngày hội lớn của dòng họ. Và ngày hôm nay cho đến giờ phút này thì ban tổ chức thấy rằng là mọi thứ đều rất là tuyệt vời rồi. Tất cả các gương mặt rạng rỡ và những nụ cười hân hoan đầy tự hào và hãnh diện là dòng họ Dương của Việt Nam. Và trong giờ phút này thì xin phép bác cho đưa lời với toàn thể bà con. Xin kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con cô bác. Sinh ra con người có hai món lợi. Món lợi thứ nhất là tổ tiên dòng tộc, ông bà cha mẹ đã sinh ra mình. Vâng. Và món lợi thứ hai, anh em chúng tôi có một chút đóng góp với bà con là được bà con vinh danh, chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình cho dòng tộc nếu khi dòng tộc còn yêu cầu. Thế và cuối cùng xin là kính chúc các vị đại biểu, kính chúc toàn thể bà con cô bác, đặc biệt là bà con Hoài Dương, chúng ta hãy thương yêu lẫn nhau nhiều hơn nữa để cho tổ tiên chúng ta ở dưới suối vàng được ấm lòng. Xin lấy ý kiến này. Vâng ạ, chúng ta có thể thấy bác Chiến vừa mới chia sẻ những... Vâng ạ, và người cuối cùng ạ. Xin phép ông Minh, có lẽ là trong giờ phút này bác là người đã được gần như cả dòng tộc đều biết tên bác, có những người cũng chỉ nghe thấy thôi, chưa nhìn thấy, đúng không ạ? Và hôm nay trong cái khoảnh khắc như thế này, bác đưa lời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác, tôi lúc đầu thì hỏi anh Linh, đúng không? Sau thì hỏi anh Thuyên xong hỏi anh Linh, xong hỏi tôi. Chúng tôi là thực ra là ba người là có làm doanh nghiệp thôi, nên là không được rèn luyện trong cái khâu diễn thuyết, thế nên là chúng tôi nói dở lắm. Thế thôi mà. Và vâng, quý vị đại biểu và con thấy Dương Minh chúng tôi thì nói. Xin quý vị một tràng tay thật rộn rã. Nhưng bác Chiến thì làm trong cơ quan nhà nước thì bác Chiến nói hay hơn. Nhưng mà thôi, chúng tôi nói hay hay làm hay thì tất cả chúng tôi cũng đều muốn là làm cho dòng tộc, làm cho bà con họ Dương và phục vụ đất nước, thì một điều duy nhất như thế. Và chúng tôi cũng nguyện là sẽ làm hết mình cho bà con họ Dương, cho đất nước, cho tổ quốc, làm đến khi nào tức là không còn làm được nữa thì chúng tôi mới dừng cái công việc này. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những người con ưu tú của họ Dương Việt Nam ạ. Ban tổ chức chính thức được trân trọng giới thiệu và một sáng tác, một ca khúc mới nhất rất hay về họ Dương. Ca khúc được viết cách đây hơn 3 năm ngay sau khi tổ chức thành công lễ hội tại Vĩnh Phúc năm 2019, đó là cảm hứng khiến cho tác giả đã viết lên những lời chạm đến trái tim của mỗi người con họ Dương. Tác giả viết lời cho ca khúc đó. Hiện nay, có lẽ chúng ta cũng đã bắt đầu viết rồi ạ. Ca khúc được mang tên Họ Dương Yêu Dấu, và trong bài hát có câu: Họ Dương mình rất là hay, chiều anh em về chung một nhà. Họ Dương mình rất là vui, chiều người con cùng chung chí hướng. Họ Dương mình rất là yêu, chiều con tim cùng chung nhịp đập. Họ Dương mình rất rất thương, chiều gia đình cùng sống yên vui. Và tác giả đấy chính là Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Dương Công Minh ạ. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm đặc biệt này.
Dương mình rất là hay, chiều anh em về chung một nhà. Họ Dương mình rất là vui, chiều con người cùng chung chi lứa. Họ Dương mình rất là yêu, chiều con tim cùng chung nhịp đập. Họ Dương mình rất rất thương, chiều gia đình cùng sống tuyệt vời. Họ Dương Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị gồm các trưởng đoàn, giới thiệu về mảnh đất văn hiến Kinh Bắc, tái hiện một phần chiến tuyến như nguyện, ca ngợi tướng quân Dương Tự Minh, liên khúc dân ca ba miền và liên khúc giã bạn kẻ Bắc người Nam, người ở đừng về, nối vòng tay lớn. Và sau đây mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Cảm ơn văn hóa lịch sử với các địa danh Bắc Ninh, Bắc Giang và một phần của các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Hưng Yên. Có thủy tổ người Việt, Kinh Dương Vương, tổ của Đạo Phật, Chùa Dâu, Nam Giao Học Tổ và tổ Quan Họ. Sông Cầu như giải lụa vắt ngang miền Kinh Bắc, suốt đời sông bồi đắp cho nền văn minh xứ sở, là con sông của miền Quan Họ. Kinh Bắc ơi, từ hàng xưa đã hẹn, mà nay về sao còn bỡ ngỡ. Con sông Cầu vẫn từ muôn thuở bâng khuâng nhiều, nên nước cứ lờ thờ. Có phải duyên mà suốt đời mang nợ, thương nhớ nhiều để câu hát quặn lòng nhau. Sông Cầu nước chảy lo to chưa đâu.
Công nguyên, các nhà sư Ấn Độ truyền đạo Phật vào đất Ly Lâu và chùa Dâu trở thành tổ đường của đạo Phật Việt Nam. Vua Lý Công Uẩn khai mở Đại Việt huy hoàng cũng xuất thân từ đạo Phật. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua đại đức đại trí, cũng từ bỏ ngai vàng sáng lập thiền phái Trúc Lâm với phương châm nhập thế gắn bó giữa đạo với đời. Nhà Tống cho 30 vạn quân tràn sang xâm lược Đại Việt. Huyền thoại sông Cầu thơ mộng là phải gồng mình lên thành chiến lũy ngăn bước quân thù. Quân và dân kinh bắc, trong đó có người Võ Dương cùng quân và dân Đại Việt dưới sự tổng chỉ huy của Thái úy Lý Thừa Kiệt và các danh tướng họ Dương, Dương Tử Minh, Dương Minh và Dương Anh Nhĩ kiên cường lập nên chiến tuyến như nguyện, không để quân xâm lược tiến về kinh thành Thăng Long.
thù phải biết đất nước này có chủ, hỡi muôn đời sau hãy nhớ lấy đừng quên. Họ Dương Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc dựng nước và tiên phong trong công cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại. Cõi lập thương cảng Vân Đồn, lần đầu tiên Đại Việt mở cửa hội nhập. Tướng quân Dương Tự Minh, vị tư lệnh biên phòng đầu tiên của Đại Việt qua ba đời vua, ông dựa vào sức dân xây dựng phòng tuyến biên giới và nhiều lần đánh tan quân Tống xâm lược, giữ yên biên cương xã tắc. Họ Dương ơi, suốt mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, mang nặng cuộc đời bao đội truyền truyền. Dương tướng quân ơi, cả một đời trận mạc, tấm thân này đâu có xá máu xương. Cả một đời nổi chi mà tấm lòng trung quân vẫn sáng trăng như vầng nhật nguyệt. Bye.
đàn con muôn nẻo. Cày trống về nguồn, đâu muốn dòng nước trào tuôn, đại ngàn dương tộc cha ông bỏ phát tư người con
dạ bồi hồi không yên, người về lối những vấn vương, lòng càng nặng nghĩa nhớ thương càng đậm. Hồi sau xin hẹn họ Dương lại về.
Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đứng lên để cùng hát vang nối vòng tay lớn được không ạ? Nối vòng tay. Mọi người có thể lên sân khấu và bài hát chung các bài hát nối vòng tay lớn. Đừng nuôi giang tay nuôi lại biến sang ta đi vào tay đã mãi đến nỗi sâu thẳm. Cũng xin được trân trọng cảm ơn ekip kỹ thuật sân khấu.